Cái mở đầu cho chương trình Tele Health hôm nay là báo cáo của thầy Hòa về chuyên đề nhiễm khuẩn tiết niệu, nguyên tắc về điều trị. Vì chúng ta biết là cái bệnh này khá là thường gặp, và chúng ta tính là phụ nữ thì hầu hết là ai cũng có nhiễm khuẩn tiết niệu, và tính theo tỷ lệ nam giới là 1/10. Bệnh thì tưởng là đơn giản nhưng việc điều trị thì cũng sẽ có rất nhiều những update mới mà thầy Hòa sẽ chia sẻ cùng với tất cả các thầy cô, các đầu cầu. Xin mời thầy Hòa. Vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Trần Ngọc Ánh. Sau đây thì tôi xin được báo cáo cái bài nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nguyên tắc và điều trị. Về đại cương về nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì người ta định nghĩa là nhiễm khuẩn đường tiết niệu là cái hiện tượng vi sinh vật xâm nhập vào hệ tiết niệu của người và gây ra các cái phản ứng của cơ thể chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật đó. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu còn được định nghĩa là khi có sự hiện diện của vi khuẩn trong nước tiểu với số lượng vi khuẩn có ý nghĩa là trên 10 ngũ 5 CFU trên ml. Nhưng theo nhiều nghiên cứu gần đây thì hướng dẫn điều trị thì nhiễm khuẩn đường tiết niệu có triệu chứng có thể xảy ra với số lượng là vi khuẩn là trên 10 ngũ 3 là đã coi như là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là loại nhiễm khuẩn thứ hai mà trong các cái bệnh lý nhiễm khuẩn ở người đấy, ảnh hưởng đến khoảng 150 triệu người trên thế giới mỗi năm. Năm 2007 ở Mỹ có 10,5 triệu và đến 2 đến 3 triệu người lượt nhập khoa cấp cứu với để điều trị về nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nó chiếm khoảng 40% các cái nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện và các cái 15% các cái kháng sinh ngoại trú ở Hoa Kỳ thì được sử dụng cho các cái bệnh lý nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một nguy cơ cao và gây đề kháng kháng sinh rất nhiều nếu mà chúng ta không quản lý tốt. Khoảng một nửa nữ của thế giới trong đời thì có một đến nhiều đợt viêm bàng quang nhiễm khuẩn tiết niệu trong trong cuộc đời. Và đây là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn rất phổ biến ở trên trẻ em. Các cái thuật ngữ trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì ví dụ như là vi khuẩn niệu có ý nghĩa khi cấy nước tiểu có 10 trên 10 ngũ 5 húm vi khuẩn trên ml nước tiểu. Viêm bàng quang là một cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới với các cái tam chứng bàng quang như là triệu chứng như là tiểu khó, tiểu rắt, tiểu gấp. Rồi các cái thuật ngữ tiếp đấy là viêm niệu đạo. Đây là các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, gồm có tam chứng bàng quang và tiểu đục, và có đặc biệt là có các cái bạn tình thì cùng cùng bị. Rồi các cái viêm tuyến tiền liệt thì gồm có các tam chứng bàng quang sốt và ấn đau vùng tuyến tiền liệt khi thăm khám trực tràng. Các thuật ngữ tiếp theo là viêm thận, bể thận cấp thì bệnh nhân có các cái triệu chứng sốt, rét run, đau vùng ống lưng. Rồi các cái viêm thận, bể thận mãn tính là các cái nhiễm trùng tiết niệu trên bệnh mãn tính, viêm ống thận mô kẽ do vi khuẩn thường kèm theo các cái bất thường ở đường tiết niệu như các cái dị dạng đường tiết niệu. Rồi các cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có triệu chứng như cấy nước tiểu có trên 10 ngũ 5 cúm vi khuẩn trên ml nước tiểu và trên lâm sàng thì bệnh nhân không có triệu chứng và thường gặp ở sản phụ, trẻ gái và người già. Tóm lại là gặp ở người ở phụ nữ nhiều hơn và điều trị thì tùy theo mức tuổi, giới và cơ địa. Rồi nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn là đấy là trường hợp tái lại với vi khuẩn lần sau khác lần trước, và vi khuẩn là thường nhạy với cả các cái kháng sinh mà chúng ta vẫn thường dùng và đặc biệt là hay gặp ở các trường hợp viêm bàng quang và niêm viêm niệu đạo. Còn nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát thì lại là các cái nhiễm trùng tái lại với các cái vi khuẩn cùng loại với cả các cái vi khuẩn lần trước mà sau khi chúng ta cấy để chúng ta xác định vi khuẩn. Và do là vi khuẩn lần trước đã được dùng kháng sinh nhiều rồi thì vi khuẩn thì các cái trường hợp này thì thường kháng nhiều các kháng sinh và thường bệnh lý sau các cái viêm thận, bể thận cấp và đặc biệt là các cái trường hợp viêm áp xe tiền liệt tuyến. Tiếp theo là nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có biến chứng. Đấy, không có biến chứng thì đây là thường là các cái viêm nhiễm đường tiết niệu dưới như là viêm bàng quang, viêm niệu đạo và không có các biến chứng lan rộng và ít khi để lại các cái di chứng. Và loại tiếp theo là loại có biến chứng. Đấy là ví dụ như là các cái thường là viêm thận, bể thận cấp
Viêm vi khuẩn thì thường là đề kháng với cả các kháng sinh và kèm theo các cái hội chứng tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc là sau đặt các cái dụng cụ, ví dụ như là các xông tiểu hay là các cái dẫn lưu thận, và nó thường gây ra các cái biến chứng như là nhiễm khuẩn huyết, áp xe thận, suy thận cấp và nhiều các cái biến chứng khác. Về phân loại và triệu chứng thì bệnh cảnh thường là lâm sàng là đa dạng với nhiều bệnh lý và các cái triệu chứng khác nhau, thì người ta chia ra làm nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới và nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên theo giải phẫu, bao gồm có ở bên dưới thì gồm có viêm niệu đạo, viêm bàng quang, áp xe tiền tuyến, còn ở trên thì thường là các cái viêm ở bể thận cấp và các cái trường hợp thận ứ mủ, áp xe thận, áp xe quanh thận. Nó gồm có các hội chứng như là hội chứng bàng quang kích thích, bao gồm bệnh nhân tiểu buốt, tiểu rắt và các cái hội chứng nước tiểu đái cuối bãi, đái mủ khi mà viêm bàng quang nặng. Hội chứng nhiễm trùng thì các bạn cũng đã biết rồi, như biểu hiện bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40 độ và có những cơn rét run và nó tái đi tái lại nhiều đợt, và khi khám vùng bụng và hố thắt lưng thì thấy bệnh nhân đau và đau tăng lên khi chúng ta thăm khám. Ngoài ra còn có các triệu chứng như nôn, buồn nôn. Các cái yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu về giới, nó có nhiều yếu tố như về giới, về độ tuổi, về bệnh lý kèm theo, như là đặc biệt là ở nữ thì thường là nhiều hơn nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở nam giới, đặc biệt là những người phụ nữ trung niên mà thể trạng béo phì mà kèm theo các cái bệnh lý mãn tính kèm theo như là đái tháo đường các thứ. Về độ tuổi thì thường là trên 50 tuổi. Ở nam giới thì hay gặp ở các cái trường hợp do tắc nghẽn đường tiết niệu như là các cái bệnh lý kèm theo như là u phì đại tiền liệt tuyến đấy, hoặc sỏi thận, sỏi niệu quản và các cái sỏi ở trên đường tiết niệu, hoặc là các cái u lành tính ở bên ngoài chèn ép vào, hoặc đặc biệt là các cái ở trẻ em hay gặp các cái trường hợp bẩm sinh như là hẹp khúc nối bể thận, niệu quản, bàng quang thần kinh, hoặc trên các cái bệnh nhân chấn thương thì chúng tôi hay gặp những cái bệnh nhân chấn thương cột sống, thì khi đấy thì thường gây nên các cái biến chứng, một trong những cái biến chứng đấy là các cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Rồi các cái bệnh lý gây trào ngược niệu quản bằng quang niệu quản ngược dòng, và nó gây tổn thương các cái van cắm vào từ niệu quản cắm vào bằng quang trên các cái bệnh nhân mà hẹp bể thận, hẹp niệu quản mà phải tạo hình lại các cái niệu quản, khi mà tạo hình cắm vào bằng quang thì nó mất đi các cái van sinh lý trước và cũng gây trào ngược, và một số các cái bệnh lý về tiền liệt u phì đại tiền liệt tuyến gây tắc nghẽn thì cũng gây nên các cái hiện tượng trào ngược. Đấy. Ngoài ra thì còn có các trường hợp mà hay gặp nữa đấy là các cái phụ nữ có thai và các cái thủ thuật trong tiết niệu như là soi bằng quang, đặt dẫn lưu bằng quang và các cái can thiệp xâm lấn vào thận, vào tiền liệt tuyến như là sinh thiết tiền liệt tuyến, dẫn sinh thiết thận. Về đường xâm nhập của vi khuẩn vào đường tiết niệu thì có rất nhiều đường xâm nhập, trong đó đường ngược xâm nhập theo con đường ngược dòng là con đường chính phổ biến. Ngoài ra thì theo đường máu và có thể tại tại chỗ trên các cái bệnh nhân, mà đặc biệt các bệnh nhân có các cái bệnh lý kèm theo như sỏi thận, sỏi niệu quản, thì đấy chính là các con đường xâm nhập vào. Về nguyên nhân gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì dù nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do E. coli là chiếm phổ biến, đấy là do vi khuẩn E. coli, còn lại thì các cái nguyên nhân khác thì chiếm tỷ lệ ít hơn, nhưng mà đa số là vẫn là E. coli là vi khuẩn thường gặp nhất khi mà chúng ta cấy nước tiểu và tìm nguyên nhân để điều trị. Về căn nguyên gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu đấy thì lại bắt đầu từ thường là do một cái tác nhân gây ra hoặc là do nhiều các cái vi khuẩn nó gây nên. Đầu tiên biểu hiện là nhiễm trùng đường tiết niệu thì là có sẽ chia ra các cái dạng nhiễm khuẩn ở cộng đồng và nhiễm trùng ở ngay chính bệnh viện nơi bệnh nhân nằm điều trị. Và dù nhiễm vi khuẩn ở cộng đồng hay ở bệnh viện thì cái nguyên nhân đầu tiên vẫn chính là ở E. coli, thì
thường chiếm 75 cho tới 90%, còn ở bệnh viện thì chiếm khoảng 20%. Đấy là các cái căn nguyên gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu, còn ngoài ra còn có các cái con vi khuẩn khác và cũng có thể có cả nấm gây ra khi mà bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện lây chéo. Về để xác định thì vi khuẩn và nguyên nhân gây bệnh thì người ta thường phải cấy nước tiểu. Đây là cái thông tin và là tiêu chuẩn vàng để giúp cho chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Và kết quả trả lời với một cái con số nhất định. Chỉ cấy nước tiểu khi mà nghi ngờ nhiễm khuẩn đường tiết niệu cấp tính hay mạn tính và có triệu chứng hay không có triệu chứng. Nhiễm khuẩn là từ bằng quang như là tiểu ra mủ, ra tiểu khó, tiểu ra máu và nhiều triệu chứng khác. Hay là các cái nhiễm khuẩn tại trên cao như là tại thận, như là đau vùng thắt lưng và căng tức vùng hố thắt lưng, và biểu hiện bệnh nhân có các triệu chứng khác như là sốt, thì thường là sẽ có các cái chỉ định để cho cấy. Và thường ngày nay thì cái việc cấy nước tiểu thì người ta có thể chỉ định ra rộng rãi hơn, chúng ta cũng không đợi các cái triệu chứng nó rõ ràng quá đấy. Thì nó sẽ gây ra những cái sẽ để muộn cho bệnh nhân. Và thời điểm cấy nước tiểu tốt nhất là trước khi bắt đầu dùng kháng sinh, đấy là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta lấy nước tiểu đấy. Cho nên là nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện hay là khi đến các cơ sở thì thường được sử dụng các kháng sinh ở các tuyến trước, đấy cũng là một cái để gây khó khăn cho cái kết quả của cấy nước tiểu. Các mẫu lấy nước tiểu thì người ta có thể lấy nước tiểu ở giữa dòng, lấy nước tiểu trực tiếp từ bằng quang qua cái dụng cụ sông tiểu, chúng ta đặt vào bằng quang và lấy nước tiểu ra từ bằng quang. Hoặc là các cái bệnh nhân đã mang sẵn các cái ống thông, ví dụ như là các cái dẫn lưu bằng quang, dẫn lưu thận thì chúng ta có thể lấy nước tiểu qua đấy. Về kết quả cấy nước tiểu thì sẽ cho ra rất nhiều các cái kết quả cấy nước tiểu, và chúng ta phải biện luận cái kết quả đấy và kết hợp với các cái triệu chứng lâm sàng thì để chúng ta có các cái hướng xử lý. Ví dụ như kết quả trên 10 mũ 4 tạp khuẩn trên ml nước tiểu thì tác nhân vi khuẩn bao gồm một hay hai loại, mà nước tiểu sạch mẫu được lấy ở giữa dòng thì trên bệnh nhân viêm thận, bể thận hay viêm bằng quang cấp tính thì khi đấy thì chúng ta phải hoàn tất kết quả và định danh và làm kháng sinh đồ để tìm ra các cái hướng điều trị kết hợp. Khi mà mẫu kết quả thì trên 10 mũ 3 mà nước tiểu sạch giữa dòng trên bệnh nhân nam giới và có các triệu chứng hay là nước tiểu được lấy từ sông tiểu thì chúng ta cũng phải định danh và làm kháng sinh đồ. Khi mà nó trên 3 và tác nhân vi khuẩn nhưng không có cái loại ưu thế hoặc là thì nước tiểu giữa dòng hay lấy từ ống thông thì chúng ta phải yêu cầu lấy các cái mẫu khác, vì nó có các cái nguy cơ bên ngoài ngoại nhiễm vào khi chúng ta lấy cái cách thức lấy nước tiểu chúng ta bị lây nhiễm các cái tác nhân từ bên ngoài vào đấy. Còn đặc biệt là dưới 10 mũ 4 thì hoặc là trên 10 mũ 2 thì tác nhân vi khuẩn gồm có một hay nhiều loại thì mà mẫu được lấy qua cái dẫn lưu bằng quang hoặc các thủ thuật khác qua can thiệp trực tiếp vào bằng quang thì chúng ta cũng phải hoàn tất và định danh làm kháng sinh đồ. Tiếp theo về tiêu chuẩn thì nhiễm khuẩn đường tiết niệu cấp đơn thuần ở nữ thì bao gồm có viêm bằng quang cấp đơn thuần ở nữ, thì về triệu chứng lâm sàng thì các bạn cũng biết rồi, và gồm có tiểu khó, tiểu rắt và không có triệu chứng trên 4 tuần trước khi xuất hiện, và không sốt hay là không đau thắt lưng, và xét nghiệm máu thì trên 10 bạch cầu trên mm khối và nước tiểu thì trên 10 mũ 3 thì là tác nhân vi khuẩn trong cái nước tiểu giữa dòng. Còn các trường hợp viêm thận, bể thận cấp đơn thuần thì có không có triệu chứng hay là có sốt, đau thắt lưng và loại trừ các cái nguyên nhân nhiễm trùng khác, hoặc là không có tiền sử lâm sàng về bất thường về tiết niệu khi xét nghiệm thì trên 10 mũ 3 bạch cầu trên ml và nước tiểu thì trên 10 mũ 4 thì đây là tác nhân vi khuẩn trong nước tiểu giữa dòng. Còn trong các trường hợp mà nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp thì có bất kỳ các cái triệu chứng
nào như chúng ta vừa liệt kê ở phía trên, hoặc là có một hay nhiều các yếu tố kèm theo với nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp. Và khi đấy thì xét nghiệm thì trên 10 bạch cầu trên mm khối và nước tiểu thì trên 10 mũ 5. Đấy thì đấy các tác nhân vi khuẩn trong cái nước tiểu dưới dòng ở nam hoặc là lấy qua các ống thông ở nữ. Đấy, còn trường hợp nữa là nhiễm trùng đường tiết niệu mà không có triệu chứng thì trên lâm sàng bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng nhưng mà các xét nghiệm thì có dấu hiệu cho thấy là có nhiễm trùng, ví dụ như là xét nghiệm máu có tăng bạch cầu và xét nghiệm nước tiểu thì có tăng trên 10 mũ 5 tác nhân vi khuẩn trong cái nước tiểu giữa dòng, và khảo sát cách nhau hai lần lấy cách nhau trên 24 giờ. Câu hỏi đặt ra là tại sao cần phải điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu? Khi mà nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì vi khuẩn sẽ gây phá hủy nhu mô thận, hoại tử nhú thận và gây tắc nghẽn hoặc suy giảm chức năng thận. Nếu tình trạng này mà kéo dài thì dẫn đến hậu quả rất nhiều các cái hậu quả nặng nề, ví dụ như là suy thận hoặc là các cái trường hợp áp xe thận mà ứ mủ thận, thận mất chức năng thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ thận thì mới giải quyết được cái nguyên nhân gây nhiễm trùng cho người bệnh. Ở nam giới thì có thể là gây viêm áp xe tiền liệt tuyến. Các cái bệnh lý áp xe tiền liệt tuyến thì điều trị rất là phức tạp, dai dẳng, có những trường hợp điều trị nội khoa, có những trường hợp chúng ta phải phẫu thuật và để lại các cái di chứng rất nặng nề cho người bệnh. Rồi các cái biến chứng viêm tinh hoàn, rồi gây nên các cái hiện tượng tắc ống dẫn tinh, vô sinh, đặc biệt là các cái nhiễm trùng do các cái bệnh lý về lậu nó hay gây gây gây, gây nên các cái biến chứng vô sinh như này. Ở phụ nữ có thai thì nó gây rất nhiều các cái biến chứng nặng nề như nhiễm trùng ối rồi nhiễm khuẩn vào bào thai. Đặc biệt nhiễm khuẩn đường tiết niệu có thể vi khuẩn nó đi vào máu và gây ra nhiễm trùng máu và gây ra các cái bệnh lý rất nặng kèm theo như là sốc nhiễm khuẩn và nguy cơ tử vong rất cao trong các bệnh lý nhiễm trùng máu do nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Mà về nguyên tắc điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì mục tiêu điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu là phải thải trừ vi khuẩn bất kỳ bằng cách nào, đặc biệt trong ngoại khoa các cái nguyên nhân gây tắc nghẽn thì ví dụ như các cái bệnh lý về sỏi thì chúng ta phải giải quyết, phải lấy được sỏi ra bằng các phương pháp gì thì tùy theo mức độ ở các bệnh viện mà chúng ta là trong cái phạm vi mà chúng ta giải quyết được thì chúng ta phải giải quyết các cái nguyên nhân, rồi các cái bệnh lý về bẩm sinh, ví dụ như các cái trường hợp hẹp niệu quản rồi hẹp niệu đạo thì chúng ta cũng phải giải quyết được các cái nguyên nhân đấy. Và sau khi chúng ta giải quyết được nguyên nhân thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh hợp lý, thì đấy mới là cái bước thứ thứ hai. Đấy, bước thứ nhất là phải giải quyết nguyên nhân. Cái việc sử dụng kháng sinh thì phụ thuộc rất lớn vào cái nồng độ kháng sinh ở trong nước tiểu đấy. Và khoảng thời gian mà nồng độ kháng sinh duy trì trên nồng độ ức chế tối thiểu đối với vi sinh vật. Tiếp theo đấy là cái nồng độ kháng sinh trong máu rất quan trọng ở bệnh nhân mà nhiễm trùng huyết. Hoặc bệnh nhân có các cái dấu hiệu lâm sàng như là sốt do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, gồm có cả những cái tổn thương nhu mô thận và các cái tuyến ở trên đường tiết niệu như là tuyến tiền liệt. Đấy. Việc lựa chọn kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu và thời gian điều trị kháng sinh phải xét đến rất nhiều các cái yếu tố như là hoạt phổ của kháng sinh kháng lại vi khuẩn và có kháng khả năng gây bệnh nhất. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu đơn thuần hay là phức tạp và cái tình trạng nặng của bệnh nhân gồm có các bệnh lý nền kèm theo, độ nhạy cảm của vi sinh vật và gây bệnh và các cái biến cố bất lợi của thuốc và đặc biệt là cái chi phí về kinh tế khi chúng ta sử dụng kháng sinh trên người bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu. Đấy là một cái phải phải tính toán rất là lớn, tại vì chi phí các cái thuốc rất là đắt tiền. Việt Nam thì nằm trong các cái nước mà có tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh rất là cao, đấy như trên bản đồ chúng ta đã thấy. Và cái hậu quả của điều trị không phù hợp khi
khi mà sử dụng kháng sinh hay là điều trị các cái nguyên nhân của nó thì nó gây ra các cái hậu quả rất nặng nề. Chúng ta sẽ xem cái trên cái biểu đồ diễn biến từ các cái năm 96, 97 cho đến năm 2003. Đấy, có những cái giai đoạn mà chúng ta điều trị kháng sinh không hợp lý thì cái tỷ lệ tử vong nó tăng rất là cao, đặc biệt là cái năm cái năm 1997 đấy, thì khi mà chúng ta điều trị nó phù hợp cái thì cái tỷ lệ tử vong nó giảm đi rất nhiều. Đây cũng là cái biểu đồ mà cái việc sử dụng kháng sinh không thích hợp và sử dụng kháng sinh thích hợp đối với các cái con vi khuẩn, đặc biệt là E. coli đấy, và cái tỷ lệ tử vong nó cũng khi mà chúng ta sử dụng thích hợp thì nó sẽ giảm đi. Cái việc cân nhắc trong cái lựa chọn kháng sinh và sử dụng kháng sinh thì nó phải dựa vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là chúng ta phải sử dụng đúng con vi khuẩn. Đấy. Vi khuẩn nó phải có độ nhạy cảm với kháng sinh và cái tần suất đề kháng của nó. Việc sử dụng kháng sinh thì phải đủ liều và đường dùng kháng sinh là phải hợp lý. Khi nào chúng ta dùng đường uống, khi nào thì chúng ta dùng đường tiêm, đường bôi, đường truyền và tốc độ truyền như thế nào. Đấy thì chúng ta phải 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 chính xác và số lần dùng thuốc và cái liệu trình của nó. Và chúng ta cũng phải tính toán đến các cái độc tính và các cái tương tác thuốc trên các cái bệnh nhân mãn tính. Đấy. Và cái điểm tiếp theo như tôi cũng vừa nói ở phần trước đấy là chúng ta cũng phải tính đến cái giá thành của kháng sinh để chúng ta lựa chọn kháng sinh cho phù hợp với mỗi một người bệnh, mỗi một hoàn cảnh sao cho đạt hiệu quả nhất cho người bệnh. Yếu tố nữa đây đấy là trên người bệnh thì nó phụ thuộc vào sinh lý của người bệnh và trẻ em, người già, bệnh phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú. Bệnh lý phụ thuộc vào trên những cái bệnh lý suy gan, suy thận, suy giảm miễn dịch và có các cái tiền sử dị ứng kháng sinh nhiều thì chúng ta cũng phải căn cứ vào đấy để chúng ta sử dụng các cái kháng sinh, và đặc biệt chúng ta cũng phải căn cứ vào tình trạng nhiễm khuẩn của người bệnh. Khi mà điều trị không đúng thì nó sẽ nguyên nhân gây nên các cái thất bại trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, ví dụ vi khuẩn kháng thuốc, không tuân thủ điều trị và các cái can thiệp trên chẩn đoán hình ảnh, các can thiệp trên ngoại khoa không phù hợp, đấy. Đặc biệt là các cái can thiệp trên ngoại khoa không phù hợp thì thậm chí gây ra rất nhiều các cái biến chứng, các cái di chứng để lại. Một trong những cái biến chứng rất nhiều sau khi can thiệp ngoại khoa không phù hợp đấy là các cái nhiễm trùng đường tiết niệu sau khi phẫu thuật. Đấy, cho nên là chúng ta phải phải rất tuân thủ các cái can thiệp, mà chúng ta phải ứng dụng các cái can thiệp nó phù hợp với các cái điều kiện ở bệnh viện của mình để chúng ta phù hợp, và đặc biệt là cái phác đồ mà chúng ta sử dụng không phù hợp. Đấy. Việc lựa chọn nó kháng sinh nó còn dựa vào các cái nguy cơ như vi vi khuẩn nó kháng kháng sinh thì nó gồm có rất nhiều các nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao đấy, và các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến chăm sóc kháng sinh và sử dụng kháng sinh đấy. Ví dụ nguy cơ thấp rồi thì có các cái bệnh nhân người ta không điều trị tại các cái sở y tế trong vòng 90 ngày, rồi các nguy cơ trung bình thì có điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày, và các cái nguy cơ cao thì nằm viện trên 5 ngày. Rồi các trường hợp về bệnh đi kèm độ nặng trên lâm sàng đấy, ví dụ như là người bệnh nguy cơ thấp là người bệnh dưới 65 tuổi, nguy cơ trung bình thì bệnh nhân trên 65 tuổi và có nhiều bệnh lý đi kèm, và nguy cơ cao thì người bệnh có các bệnh lý đặc biệt kèm theo như là các bệnh suy giảm miễn dịch. Và chúng ta tiếp theo đấy là định hướng các cái tác nhân gây bệnh đấy, thì cũng có chia làm 3 phần: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Thì dựa vào các cái nguy cơ thấp như là các cái vi khuẩn đa kháng, còn nguy cơ trung bình thì nguy cơ nhiễm các cái vi khuẩn đa kháng thường gặp như E. coli các thứ, còn nguy cơ cao thì vi khuẩn đa số là kháng thuốc, kháng hết các loại thuốc, và chúng ta phải lựa chọn rất nhiều các loại kháng sinh khác nhau. Về dấu hiệu và triệu chứng của các cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì các bạn cũng đã biết rồi, khi có các dấu hiệu đấy thì bệnh nhân có các cái dấu hiệu
có hoặc không có, thì từ từ đấy thì chúng ta mới có các cái hướng để xác định bệnh, ví dụ như là xét nghiệm nước tiểu, cấy nước tiểu, siêu âm, và điều trị ngoại trú hoặc là điều trị nội trú, và từ đó lựa chọn các cái thế hệ kháng sinh khác nhau để cho nó phù hợp, và căn cứ vào các cái biểu hiện lâm sàng cải thiện trong 72 giờ đầu tiên đấy, thì hoặc là không cải thiện hoặc là cải thiện, để chúng ta từ đó đưa ra các cái hướng điều trị tiếp theo. Về các cái liệu pháp sử dụng kháng sinh thì cho thấy ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Việt Nam, thì tình hình sử dụng kháng sinh nó rất là phức tạp đấy. Thì đầu tiên là chúng ta phải chẩn đoán được bệnh, thứ hai là chúng ta phải lựa chọn thuốc, và chúng lựa chọn thuốc để cho nó phù hợp với cả từng cái nguyên nhân gây bệnh của người bệnh. Các cái điểm chính trong cái điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì tôi có thể tóm tắt lại. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì có thể liên quan đến đường tiết niệu thấp hoặc đường tiết niệu cao, như là niệu đạo, tuyến tiền liệt, hoặc tất cả các trường hợp cao ở thận, quanh thận các thứ, và có thể có triệu chứng hoặc không có triệu chứng, và chẩn đoán thì dựa trên phân tích, và đặc biệt là các cái trường hợp chúng ta phải nuôi cấy nước tiểu để định danh được vi khuẩn, từ đó mới đưa ra được các cái hướng để điều trị. Và việc sử dụng và điều trị bằng kháng sinh và loại bỏ các cái dị vật trên cơ thể, như là các cái dẫn lưu thận, dẫn lưu bằng quang, xông GG, xông điệu quản, stent điệu quản đặt lâu ngày trong người bệnh, và các cái nguyên nhân tắc nghẽn vẫn là cái tiêu chí hàng đầu để chúng ta điều trị, và sau đó thì mới sử dụng đến các cái kháng sinh. Và các cái nguyên nhân phổ biến nhất hiện nay vi khuẩn đấy là vẫn là E. coli và các vi khuẩn đường ruột gram âm. Chúng ta sẽ không cần phải xét nghiệm hoặc kiểm tra hoặc điều trị nhiễm khuẩn đường khi không có triệu chứng, ngoại trừ ở phụ nữ có thai, bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Chúng ta cần phải cấy nước tiểu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn đường tiết niệu và các biến chứng, và kiểm tra các cái bất thường về cấu trúc đường tiết niệu nếu nhiễm trùng tái đi tái lại. Đấy, ví dụ như là điều trị kháng sinh mà thấy bệnh nhân cứ tái diễn đi tái lại thì chúng ta phải đi tìm các cái nguyên nhân dị dạng, dị tật bẩm sinh. Đấy, bằng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại rất là tốt bây giờ. Và chúng tiếp theo là chúng ta cần phải xem xét tình hình vi khuẩn đề kháng với kháng sinh ở địa phương. Mỗi một địa phương thì có những đặc thù khác nhau, và từ đó chúng ta lựa chọn kháng sinh cho để điều trị về nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Trên đây là cái bài tổng hợp rất ngắn gọn về nhiễm khuẩn đường tiết niệu và các phương pháp điều trị. Xin cảm ơn Phó giáo sư Trần Ngọc Ánh và các cái quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn thầy Hòa là phó trưởng khoa ngoại tiết niệu của bệnh viện Đông y đã trình bày cái bài rất là ngắn gọn. Như vậy là qua cái bài của thầy Hòa thì các thầy cô các đầu cầu sẽ thấy là chúng ta thấy chỉ định khi nào mà khi chỉ định khi nào mà chúng ta dùng kháng sinh, và trong phần này thầy Hòa rất nhấn mạnh cái việc là ngoài cái việc chúng ta dùng kháng sinh, chúng ta cũng phải loại trừ những cái trường hợp mà dị tật ở đường tiết niệu, và chúng ta phải tìm nguyên nhân để giải bỏ những tắc nghẽn. Và cái vi khuẩn thường gặp nhất là E. coli. Trong phần điều trị và các thầy cô các đầu cầu có vấn đề gì khó khăn có thể gọi điện trực tiếp với thầy Hòa để được giải thích thêm và có trao đổi kinh nghiệm với nhau về trong việc hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. Xin cảm ơn thầy Hòa.